À, khuôn mặt thì gầy xương, chứ là cá tính, đúng là cá tính dương của bạn, tức là tính dương của bạn mạnh, là thân nữ, thân là nữ nhưng mà là tính dương, tính đàn ông, nên là cái tôi của bạn rất là cao. Từ khi mình bắt đầu lập gia đình cho đến cách đây hơn 1 năm là nó liên tục xảy ra xung đột, bởi vì cái tính dương ở trong con người mình nó rất là mạnh, nó là cái sự dương quá của mình, nó sẽ khiến cho mình là thiếu đi cái sự mềm mại và uyển chuyển và tinh tế trong cái việc mà mình kết nối với mọi người, và nó khiến cho người ta cảm thấy khó chịu và nhiều khi là người ta ghét mình ấy. Xin chào cả nhà. Mà mình xin phép được phán bạn Thúy ở nhóm mình chút xíu ạ. Vừa vén tóc lên nhé. Bạn Thúy thì có tam đình là đều nhau. Tam đình đều nhau ạ. Tam đình đều nhau, vâng. Ngũ nhạc thì có cái phần mũi của bạn ấy nổi trội hơn, là bạn ấy cao hơn bốn cái vị trí xung quanh mũi ạ. À? Nhưng mà phần này mình không nói được nhiều. Ánh mắt phần thứ hai là ánh mắt, thì nhóm mình phán bạn ấy là có một ánh mắt tĩnh, và cái lông mày thì cũng hơi động, là lông mày cũng là cá tính. Phần mũi mũi là mũi cao và thẳng, và cái đầu mũi cũng nhỏ, thì bạn ấy là một người mà có rất nhiều nghị lực nhưng mà có nhiều toan tính. Gò má thì tương đối cao, cho nên là người có nhiều mong cầu và khá là ngang ngạnh, bướng. Chán chán thì có sâu sâu, mà vén tóc lên thì cũng cũng rộng ạ. Chán hơi hơi rô tí thôi ạ. Chán rộng sâu thì đi về chuyên môn, bạn làm chuyên môn cũng tốt và cũng có chiều rộng và cả chiều sâu. Tai tai thì tai thì có cái vành ngoài là lật bị thấp hơn cái vành trong. Cho nên là với cái tai này là một người hơi thiếu lắng nghe. Hơi thiếu lắng nghe ạ. Vâng. Khuôn mặt thì với cái khuôn mặt này thì gò má cao, và cái cằm của bạn cũng hơi bạnh ra như này. Là một người mà có nhiều toan tính và thật sự là rất là ngang ngạnh. Khuôn mặt thì gầy xương, chứ là cá tính, đúng là cá tính dương của bạn, rất là tính dương của bạn mạnh, tính dương mạnh, thân nữ, thân là nữ nhưng mà là tính dương, tính đàn ông, cho nên là cái tôi của bạn rất là cao. Lời nói thì có uy lực, vì tính dương cho lời nói cũng có uy lực đó. Và cái thần khí thì của bạn ấy thì vẫn còn rất nhiều cái tâm tư ở bên trong ạ. Đó. Thì mai cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin phép mọi người có chỉnh sửa, có phán xét thêm trường hợp của bạn Thúy không ạ? Có mổ xẻ bán thêm không ạ? Và thêm mai xin phép được các đồng đội còn lại bổ sung đấy. Tức là có cái bổ sung thì cầm mic nha. Mỗi người à, nói ra đi. em có bổ sung. Từng người Vậy một, em có mỗi người bổ nói. sung được không? À. Thế thì bây giờ là nhường. Đấy, từng người nói một đi, cứ truyền mic nói. Có bổ sung thì không? Cứ cầm mic lên. Em nói gì? Anh đâu, anh Khoa có bổ sung gì không? Anh Khoa cầm mic nha. Mà mình bổ sung thêm một chút về cái phần là thần khí thôi, tức là thần khí thì trên khuôn mặt là đang hơi giống như là một dạng là cái khí chưa mạnh lắm, nên là khuôn mặt chưa chưa được hồng hào hay là
về góc độ là cái khí đưa lên chưa phải là mạnh ấy, là nó hơi bị nhợt nhạt một chút, thì mình quan tâm về cái thần khí của mình. Ở dưới có ai bổ sung thì không nhá. Anh bên cạnh bổ sung thì không. Chị Thúy thì nhìn trên khuôn mặt thì mình thấy là cái thấy thu hút nhất là, tức là lộ ra nhất là cái sống mũi. Sống mũi cao. Có gồ lên ở giữa. Thần khí thì như chỗ bạn cùng bạn Khoa cũng nhận xét là bạn này thần khí thì cũng hơi yếu. Trên khuôn mặt thì cũng xuất hiện nhiều vết nhăn. Đang chắc là cũng đang trăn trở về một cái điều gì đấy. Nó lộ ra ở khóe mắt và trên trán. Về giọng nói thì thấy bạn này cũng ăn nói cũng rất là dõng dạc, đanh thép. Đấy, người có uy lực. Cũng hướng ngoại. Mạnh mẽ, quyết liệt. Ok, đầu chuyển mic cho chị Thúy nha, để chị Thúy tự giới thiệu bản thân mình chút nha. Xin chào tất cả nhà mình. Mình tên là Thúy và hiện tại thì mình đang làm công việc là quản lý nhân sự. Bên cạnh đấy thì mình làm công việc Life Coach ở Học viện Life Coach Quốc tế Gen Academy. Và ngoài ra thì vì ngày xưa học tiếng Trung nên bây giờ thỉnh thoảng cũng có dạy thêm tiếng Trung nữa. Và hiện tại là đang làm 3 công việc. Thì cái nhận xét của mọi người, cái xem tướng của mọi người ấy, thì thực sự là nó cũng rất là đúng. Đấy cũng chính là những cái nguyên nhân và những cái lý do nó khiến cho cái mối quan hệ gia đình của mình ấy, từ khi mình bắt đầu lập gia đình cho đến cách đây hơn 1 năm, là nó liên tục xảy ra xung đột. Bởi vì cái tính dương ở trong con người mình nó rất là mạnh, cá tính cũng mạnh, cái mong muốn được tôn trọng, được thể hiện bản thân của mình nó rất là lớn. Và nói chung là mình thiếu cái sự bao dung và thiếu sự thấu hiểu đối với người khác. Và cách đây hơn 1 năm, chính vì đấy là một cái lý do khiến cho mình làm quen với công việc Life Coach. Và cái công việc đấy nó khiến cho mình hàng ngày phải tu sửa chính bản thân mình và giúp đỡ cho người khác. Thì hiện tại thì những cái đặc điểm mọi người nói thì ở thời điểm này nó cũng đã phần nào được khắc chế. Mình cũng không còn ngang ngạnh như trước. Hiện tại tất nhiên là thi thoảng thì vẫn có một chút cái tôi của mình nó nổi lên một xíu, nhưng mà mình biết quan tâm. Tại vì bây giờ công việc của mình là giúp cho người khác quan tâm và giúp đỡ những người khác họ chuyển hóa, cho nên bản thân mình cũng phải chuyển hóa từng giờ từng phút một. Đấy. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chị là có mấy đứa rồi? Mình có 2 bạn nhỏ. Thế mối quan hệ gia đình bây giờ là êm chưa? Hiện tại thì mình khẳng định là mối quan hệ giữa vợ chồng mình rất là hòa thuận. Và nó dựa trên cái sự thấu hiểu và thông cảm lẫn cho nhau và nâng đỡ nhau. Có nghĩa là không nhất thiết phải là chồng mình có sự nghiệp, mà bản thân mình cũng có sự nghiệp. Và khi mà một trong 2 người bận thì người kia sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ để 2 bên cùng được phát triển sự nghiệp và cùng xây dựng gia đình, chứ không thiên về là chồng xây dựng và vợ thì chỉ lui về hậu phương. Nên nhà mình sẽ cân đối cả 2 và tôn trọng những cái ước mơ của nhau. Trước đây thì sao? Cái thời gian mà mình còn dương quá đấy thì sao? Cái thời mà dương quá thì nói chung là nó giống chảo lửa. Thật sự là... Mấy năm trước ạ? Cách đây hơn 1 năm, 1 năm rưỡi trở về trước. Thì mình có 15 năm hôn nhân trong nước mắt. Và 15 năm đấy thì thực sự là cái nước mắt đấy ấy, và cái khổ đấy của mình ấy, thì nó xuất phát từ cái sự gọi là không có trí tuệ của mình. Tại vì mình luôn luôn nghĩ là mình đúng, và mình luôn luôn nghĩ là mình tốt thì mình đáng được cư xử tốt, đáng được người khác đối xử với mình tốt. Nhưng thực ra ấy, là nếu như mà mình tốt với người ta nhưng mình không có trí tuệ thì nó sẽ biến thành một cái sự hy sinh một cách ngu ngốc. Và nhiều khi nó là cái sự cho đi mà không có trí tuệ thì nó cũng khiến giống như kiểu là mình làm một cái việc mà nó dã tràng xe cát biển đông. Cho nên là dẫn đến là 2 bên không có sự thấu hiểu nhau
Nói chung là nhà mình 15 năm giống như ở trong chảo lửa. Xong là cái sự kiện gì nó khiến cho thay đổi chị? Thực ra là trong cái quá trình 15 năm đấy ấy, thì mình lúc nào cũng luôn luôn chăn trở đi tìm một cái cách nào đấy để giúp cho gia đình của mình được hòa thuận. Tại vì trong sâu thẳm con người mình vẫn luôn luôn nghĩ là không thể nào mà không có một cái cách nào đấy cho mình. Mình luôn luôn chăn trở và tìm cái điều đấy. Và cũng nghe sách, cũng đọc các thứ, nhưng mà nó cũng không, nói chung là nó cũng không đến đâu cả. Thì đến cái thời điểm năm 2022 tháng 4, thì lúc đấy là mình cũng tham gia các cái lớp học như thế này, thì nó là nhân duyên thôi. Tức là mình đi tìm thầy quá nhiều. Thì đến lúc đấy tự dưng là gặp được thầy của cái môi trường game ấy. Thì mình biết đến công việc life coach, và mình thấy các bạn ấy chia sẻ là khi mà làm công việc life coach đấy thì trước mắt là mình sẽ giúp được chính mình. Còn sau đấy nếu như mà mình có cái tâm nguyện được giúp đỡ cho những người khác thì mình hoàn toàn mình có thể làm được cái việc đấy. Thế nhưng mà cái công việc life coach sẽ giúp cho những cái người mà cá tính quá mạnh thì luôn luôn phải quan tâm. Tại vì mình mà không quan tâm, không chuyển hóa được chính mình thì mình không giúp được ai cả. Đấy. Thế cho nên là cái thời điểm mà năm ngoái nói chung là cũng rất là nhiều vấn đề rồi. Và tìm thầy nhiều lắm rồi, thì những năm trước là chưa đủ duyên. Nhưng đến năm vừa rồi thì mình đủ duyên, thì mình mới gặp được cái môi trường như thế. Thế ngày xưa một tuần cãi nhau mấy lần, là bây giờ mấy lần? Thực ra cái lúc trước thì cũng chẳng đếm được là ngày một ngày cãi nhau mấy lần đâu. Tại vì cũng có những lúc là toàn là mình kiểu tự giận ấy. Mình tự suy nghĩ, mình tự mông lung, mình cứ nghĩ là người ta thế nào thế kia, rồi mình đôi khi người ta cũng chẳng buồn cãi nhau với mình đâu. Mình tự ấy, mình tự dằn vặt, rồi mình tự chuốc khổ vào thân, rồi là mình cứ hờn trách người ta không có quan tâm hoặc là không nghĩ đến cái cảm xúc của mình ấy. Thế nhưng mà cũng có thể là cái sự cằn nhằn quá nhiều rồi dẫn cho người ta thấy mệt mỏi. Thế còn bây giờ thì thực sự là giữa hai vợ chồng gần như là không có sự cãi nhau mà chỉ có hài hước với nhau thôi. Ví dụ như là khi mà mình lúc trước mà mình thấy chồng mình như thế này như thế khác thì có thể là mình sẽ mà nặng mày nhẹ chẳng hạn, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ hiểu là nó là như thế bởi vì con người chồng mình là như thế, trong hoàn cảnh này thì anh ấy sẽ thể hiện như thế, nên là mình sẽ hài hước thôi. Bây giờ thì hai vợ chồng sẽ cư xử với nhau trên cái cách là thường xuyên là hài hước với nhau và biến mọi thứ thành niềm vui, thành trò cười. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người lắng nghe câu chuyện của gia đình mình. Tên mình đến ai nhỉ? Tên mình có được mổ những người khác không? một người thôi nha. Đây chị Thúy đứng đây, nhóm cứ về chỗ đi nha. Đây chị Thúy cởi kính ra cho mọi người xem ngang mặt nhá. Đây đứng đây kìa, đây. Đứng đây kìa, đấy đấy đấy. Đấy. Rồi, mũi cao không mọi người? Cao to nha. Có má cao không? Cao lộ lớn. Đấy thì khi mà xem một người, chúng ta sẽ xem tổng quan như thế nhé. Chúng ta xem từ tam đình. Mọi người nhìn tam đình vén tóc lên này. Tam đình mọi người nhận xét gì không? Chán rồ à? Hơi dồ thôi. Tam đình cũng tương đối hài hòa, nhưng mà trung đình trội hơn, mọi người thấy không? Từ lông mày hất xuống mũi là trội hơn. Đặc thù cái này là đeo kính và thấy toàn mũi. Gò má cũng lớn, quai hàm cũng lớn, tức là gương mặt rất xương. Xương là dương đúng không? Ngược lại mặt mà nhiều thịt thì là thì âm, nhu thuận hơn. Nhu thuận hơn và cảm xúc hơn nữa. Còn dương là cương cường hơn, xương xấu hơn nha. Thì người nữ mà lại xương thì là âm dương nó đảo lộn ấy. Tức là người nữ là nên nhu thuận, nhu hòa, nhường nhịn và hậu phương ấy. Mà dương thì lại thích là chiến đấu này, thích là đúng sai này, đúng không? Thích phản bác này, kiểu vậy đó. Nên ông chồng rất là mệt mỏi là đúng rồi. Thì khi mà chị chạm vào một môi trường mới, một môi trường nó có chất âm tính hơn, thì chị thay đổi, mọi người thấy chưa? Nên cái cách để thay đổi cho những người phụ nữ mà dương quá mà chuyển thành cô ấy là thay đổi cái môi trường làm việc.
cái môi trường cũ, cái công việc, ba công việc của chị là gì nhỉ? Nhắc lại này. Công việc chính của chị là quản lý nhân sự. Chị quản lý nhân sự công ty gì? Công ty sản xuất. À, sản xuất gì? Xe máy. À đấy. Dương hay âm? Quản lý công ty sản xuất xe máy. Dương hay âm mọi người? Đấy. Quản lý bao nhiêu người chị? Chị làm bao nhiêu người? Thì công ty mình có thời điểm đến 600-700 người. À. Có thời điểm trực tiếp chị quản lý bao nhiêu người? Trực tiếp mình thì nhiều nhất thì cũng chỉ chưa đến chục người. Ừ. Khi mà quản lý có bị nóng tính lên không? Quản lý sản xuất mà. Thực ra thì cái thời điểm đầu đúng là mình cũng gặp cả vấn đề mối quan hệ trong, không những là ở gia đình đâu, mà kể cả với cả trong cái phòng của mình luôn. Ừ. Nghĩa là kể cả đối với cả cấp dưới của mình luôn. Ừ. Nói chung là vấn đề nó về liên quan đến mối quan hệ với cách ứng xử của mình ấy. Ừ. Nó là cái sự dương quá của mình, nó sẽ khiến cho mình là thiếu đi cái sự mềm mại và uyển chuyển và tinh tế trong cái việc mà mình kết nối với mọi người. Ừ. Và nó khiến cho người ta cảm thấy nó khó chịu và nhiều khi là người ta ghét mình ấy. Ừ. Trong DSC thì đây là tip gì mọi người? Tip C. Đúng không? Tip là thích quy trình, chi tiết, chỉnh chu. Chị có thích thế không? Mọi thứ nó phải rõ ràng, nó phải theo đúng cái kỳ vọng của mình, nó phải đảm bảo tiến độ, đúng không? Mình lại làm trong môi trường sản xuất nữa, nên tip C nó được vun bồi đấy. Nên quản lý là, lên quản lý là tip D nữa. Tip C là dương đấy, kiểu vậy đó. Yeah. Nên môi trường đấy nó khiến cho, nhiều khi nó cũng khiến cho con người chị nó cũng khó tính lên, kiểu vậy đó. Thì cái cách của chị cũng rất hay là chị chuyển sang life coach, tức là mình làm việc với người, người lắng nghe, nó mềm mại vậy đó. Thì cái cách này là cách hay nha. Người nữ mình nên chọn những cái ngành mà nó có cái chất nữ, nó nuôi dưỡng cái chất mềm bên trong mình á, thì nó sẽ thay đổi hơn. Yeah. Thường thì mình thấy những người xương như này là đều như thế, người nữ mà xương á, thường rất là lấn quyền chồng á. Quai hàm cũng lớn á, cũng bạnh ngang ngạnh, gò má cũng cao, kỳ vọng con và chồng phải theo ý tôi, đúng không? Đại học tiếp C đã rất thích là đúng sai, chi tiết, cãi đến kỳ cùng đó. Ngày trước chồng chị là tiếp người như thế nào? Nếu mà chị xem tướng là tiếp người như thế nào? Chồng mình thì cũng tính dương mạnh lắm. Ừ. Tính dương mạnh là đúng hai không? Con đê đúng không? Trong nhà là hai người thủ lĩnh dẫn đầu là đánh nhau. Chồng chị làm nghề gì? Chồng mình thì làm bên thiết kế lắp đặt điện. Ừ. Điện tự động hóa. Ừ. Làm công trường đấy, cũng làm về kỹ thuật nhiều. Ừ. Rồi, thế chồng chị thì chuyển hóa bằng cái cách là mình sang bên life coach rồi. Thế chồng chị thì sao? Chồng chị có gieo cái nhân gì không? Hay là mỗi mình chuyển hóa thì gia đình sẽ chuyển hóa? Ừ. Thực ra là mình cũng có gieo. Ừ. Mình kết hợp với cả bản thân mình chuyển hóa nữa. Ừ. Cái bản thân chuyển hóa thì là nó là cái công việc hàng ngày của mình phải chuyển hóa rồi. Và cái việc gieo của mình đấy là mình gieo những cái khóa học bằng cách mình đi học nhiều hơn, mình tham gia các cái buổi học ở tại nhà online ấy, một cách rất là miệt mài. Và mình cũng phải thay đổi cái cách gieo hạt với cả chồng đấy, là mình cũng phải gieo lại những cái lời ái ngữ, những cái sự quan tâm, những cái gọi là tính nữ mà trước đây mình không làm được. Và đôi khi mình phải chấp nhận là giai đoạn đầu mình cũng sẽ phải cố gắng để gieo, tại vì cái thời điểm mà mình chuyển hóa từ một người đang có những cái thứ mà giống như quá khứ của mình để mà sang một cái phiên bản khác thì mình cũng phải nỗ lực rất nhiều. Và đấy chính là cái phải cần một cái nghị lực rất là lớn từ mình. Phải hạ cái tôi xuống, đúng không? Đúng rồi. Okay. Phải chịu khổ để hạ tôi xuống. Mới đầu sẽ cảm thấy là chịu khổ mọi người ạ. Nhưng mà sau một thời gian thì cảm thấy rằng đấy không phải là khổ mà đấy chính là cái niềm hạnh phúc của mình. Tại vì khi mình làm như thế thì cái hạnh phúc nó quay về với mình. Và nó cũng chẳng mất cái gì cả. Nó chỉ khiến cho mọi thứ nó ok lên thôi. Nên là mình cảm thấy sau đấy thì mình nhận thức được rằng là đấy không phải là mình chịu thiệt, mà là mình đang làm một cái gieo một cái hạt cực kỳ tốt. Đó, thì ở dưới kia đây là tiếp, chị đã cải tướng xong đấy, đúng không? Rõ ràng là đã cải tướng xong, nên là cái biến gia đình nó thay đổi. Từ một người cương và dương muốn chuyển sang âm thì chị học life coach. Chúng ta có thể đi học thiền, nó chắc là cũng thiên về thiền, thiên về chữa lành. Rồi mọi người chui vào những cái lớp là quán tâm. Chị vừa bảo quán tâm chính là thiền đó.
nha. Ở BKE thì quán tâm nó thuộc vào chánh kiến 2 và trái tim thông tuệ. Rất nhiều người nữ gương mặt cũng giống chị vào trái tim thông tuệ. Xong và chánh kiến 2 feedback là 15 năm nay, cũng 15 năm như chị ấy, chưa bao giờ có cảm giác như thế với chồng. Bản chất là người nữ chuyển hóa, người nữ họ nắm trong tay cái tổ ấm của gia đình chứ không phải người nam đâu. Người nam là họ muốn xây cái nhà, người nữ là nắm trong tay cái tổ ấm rất nhiều. Nên cái người nữ mà chuyển hóa trở nên nhu thuận hơn là gia đình mặc nhiên nó sẽ thay đổi. Em nghĩ là chị đi đúng con đường đấy, chúc mừng chị Thúy nha. Xin cảm ơn mọi người nhé.